Oh shit. Ông ấy đang sửa xe cho mình gì vậy? Very nice. Bây giờ mình làm gì? Con đó, phải con đó không? Giúp bố một tí nào, đưa cho bố cái cờ lê nào. Rồi. Bố ơi, game bị lỗi rồi bố ơi. Con này sao lâu vậy con, đưa cho bố cái trời tí bố ơi. Đèn nó cứ chớp chớp, con có thấy mẹ chưa đâu. Con này làm gì cho bố cái sợi cờ lê. Con thề con thấy cờ lê con chết liền đấy. Đưa cho bố cái cờ lê nghe mẹ. Không có. Đưa cho bố mày cái cờ lê lẹ mẹ lên. Rồi sao? Thì ra là thế mấy fan ạ. Mình thấy mặt ông này quen tại vì đùa thôi, phụ huynh mình mà biết được ông đấm chết. Fuck cái gì bố? What the fuck? Không tìm được cờ lê bây giờ. Bố hấp mình luôn à? Ghê vậy. Đi đường này hả? Bây giờ mình phải chạy đi báo với trung tâm bảo trợ xã hội. Báo báo với bọn bọn nó là có một vụ bạo hành trẻ em ở đây hả? Phụ huynh mình đòi đập mình. Xịt chết mẹ, quẹt sắp hết ga rồi. À không, không phải là hết ga mà nóng. Nóng quá sắp. À đây rồi, may quá. Ai biết trung tâm bảo trợ xã hội nằm đâu mấy friend, hay là hotline cũng được, cho mình xin đi. Ủa? Sao cái thanh đỏ nó không tụt xuống? À đây rồi. Cứ tưởng nó không tụt xuống thì còn ăn len à. No 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 no. Yeah. Game có nút chạy, game chỉ có nút đi bộ thôi. What the fuck? Sao tìm được game anh? Xin lỗi mấy fan, tại vì mình mở volume to tự nhiên tìm đập game và clear mình thấy sợ mấy fan ạ. Mình hay chơi nhập vai là mấy fan phải hiểu không? Ngoài ngoài kia có một thằng. Ngoài kia có một thằng đang à lộn, có một ông Xin lỗi mấy fan, mình đang chơi game hơi nhập vai một tí. Nên là mình là mình không muốn bị đập mấy fan có hiểu không? Rồi gg mẹ rồi còn gì nữa. Mẹ tím cứ đập bành bạch cái này sao chơi? Hết pin rồi, à hết, hết nóng lắm rồi. Không quay không bật được nữa rồi. Cách gì vậy? Thấy cứt gì đâu mà đi. Thấy con mắt ông này kìa mấy fan. Bà nội nó, ai bảo game free là không đáng sợ. Má nổi hết mẹ da gà, đổ hết mồ hôi luôn này. What the fuck, đổ mồ hôi thật luôn nè. Sau này làm diễn viên còn kẹt à, nhập vai quá. Mình chơi game là mình hay nhập vai lắm, game đé nào cũng vậy hết. Game này nó mang là một cái không khí kinh dị mấy friend. Hay là thoát mẹ trở lại, reset trở lại từ đầu để restart mấy friend. Restart trở lại từ đầu đi. Mình nghĩ là nên vậy. What the fuck. Ở Đắk Lắk mà kiểu như có thằng nào thay, đây là ông bố hiểu không? Ông bố thì nói chung có thể là gặp mình, ông chỉ tát mình mấy phát thôi. Nhưng mà tưởng tượng ngoài ở Đắk Lắk mà có thằng sát nhân mà tìm mấy friend kiểu vậy, mấy friend chịu nổi không? Sao mấy friend chịu được? Đấy, vừa có thằng nào vừa xuất hiện được kiểu ánh đèn kìa. What the fuck? Nghe bịch, nghe tiếng chấm tim đập bịch, lo bật đèn lên nào. Ngon vào đây, ông đâu vào được đây đâu. Đây có ánh đèn nó không vào được. Bước vào đây. Ngon nhờ ghê. Tuổi. Này mình đến đây mình chết mà. Này mình chết ngay đây luôn nè. What the fuck, sao team này đập này rồi. Hộp quẹt sắp bị nóng hết rồi. Xoẹt. Rồi xong, thua. Hình như game này bắt mình phải chết mấy fan ạ. Có tiếng gì đây vậy?
thấy cái mẹ nhất. Ủa? À. Ê, ông đâu có lại gần mình đâu. Mình đứng im mà ông đâu lại gần mình đâu, ông đang đứng trước mặt này. Ha. What the fuck? À, bây giờ thì tôi đã hiểu. Bây giờ thì tôi đã hiểu mẹ fan. Mình đứng, mình trừ khi mình lại chỗ ổng, còn nếu không thì ổng đâu có bắt mình đâu. Mẹ fan có hiểu không? Khi nào mà quẹt nó hay bị nóng quá thì mình chỉ cần ấy thôi. Khi nào mà quẹt nóng quá thì mình chỉ cần đứng im một chỗ thôi, hiểu không? Do you understand? Do you understand my friends? Ha, nhìn sắp đến chỗ ra rồi, nhìn thấy không? Gì vậy? Thôi. Kẹt, mình buông chuột đây, mình buông chuột đây mẹ fan. Mình buông chuột. Tại vì mình đứng một chỗ ông đâu có lại gần mình đâu. Ông đừng nghe thấy đôi mắt ông rồi. Thôi nha, để con đi vào đây nha. Trong này chắc chắn có cái gì ông mới đuổi mình ra này mẹ fan. Nha nha. Xèo. Ha ha ha. Xèo. Ha ha. Hello. Cái là cái tớ. Ông kia mẹ fan. Má, lâu rồi mình mới chơi một cái game, nói chung là rất là unique mẹ fan ạ. Game rất là đặc trưng luôn. Lối chơi nó rất là mới mẻ mẹ fan ạ. Rất là đơn giản nhưng mà rất là tẩm, tạo được không khí nói chung là không vui một chút nào hay không. May mà hàng xóm đang hát bậy bậy bên kia cho nên là mình cũng thấy đỡ sợ hơn. Mình đâu cần bọn này nó giả lập nhịp tim của mình làm gì. Trái phải, đi mẹ về bên phải đi. Gì đây? Tao xóa game này. À, kia rồi mẹ fan. Xin lỗi mấy fan, mình không thích cái cảm giác bị thằng nào nó ôm từ sau ở đâu. Ông này là ông bố mình. À, có anh đèn ở phía trước kìa mấy fan. Let's go. Má, game free mà có cần phải kinh dị vậy không? Phải không? Có anh đèn trước mặt kìa. Hay là cú lừa mẹ rồi, cú lừa rồi. Rồi xong, mình buông chuột buông bằng phím này, đứng này chờ cho hết đèn ấy. Chờ cho quẹt hết nóng rồi đi tiếp đây, game VGL mấy fan ạ. What the fuck? Kek. Xin lỗi. Ah, yes, yes. Fucking yes. Easy game, my friend. Xong rồi mình. Escape, my friend. Trốn thoát, từ từ đứng đây hồi lại cái này các bạn. Mình không muốn tự dưng mẹ đang đi dọc đường cuối cùng bị giết bởi lời không? Hồi lại cái đèn. Ok, let's go. Easy game. Easy life. Thôi, không được đâu. Không được đâu. Từ mấy fan này. À! Sao thằng chó này à lộn nhầm sao bố lại lao lên được vậy? Hết hết biết rồi. Good good. Oh yes, my friend, quay trở lại chỗ này rồi. Ok ok. Bây giờ cứ bình tĩnh mà đi thôi hiểu không? Ông sẽ từ sau lao tới. Cái chào.
Không được, không được, không được làm vậy đâu. Không chơi như vậy đâu. Không, không, không chơi như vậy đâu. Không chơi như vậy đâu. No, 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 no. Mà fan thằng chó là cứ rải cái gì dọc đường mình đi, mình đang mình cố gắng tiết kiệm điện pin mà. Mình chỉ đang nhìn hai con mắt của ông chứ mình có thấy cái mẹ gì đâu. No, 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 no. Not funny, not funny. Kẹt mẹ rồi. Từ bố ơi, con bị kẹt. No, 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 no. Hey, bậy à nha. Hey, no. No. And these hot raps that watch that beat, cause it's about to drop. The rockets is the 09 chopper.